Hi, chào mừng cô dì chú bác cùng tất cả anh chị em và các bạn đã đến với Mạnh Nhỏ của Minh Thành Vlog. Đầu tiên Thành cũng xin được gửi lời chào và cũng xin kính chúc cho tất cả mọi người có thật nhiều sức khỏe và bình an trong cuộc sống thường ngày. Nếu là lần đầu tiên đến với kênh, hãy đăng ký kênh để tiếp thêm niềm tin và động lực cho Minh Thành Vlog. Không nói gì hơn, một lần nữa Thành xin trân trọng cảm ơn rất là nhiều. Qua đây cũng xin kính chúc cho các đội ngũ y bác sĩ nơi tuyến đầu cùng lực lượng quân đội công an chốt chặn nơi các tuyến đường thành phố có thật nhiều sức khỏe và sớm ngày kiểm soát được dịch bệnh Covid-19. Qua đây cũng xin kính chúc cho các bà con đang thuộc diện F0 hãy cố gắng lạc quan, vui vẻ, thoải mái, hãy làm tất cả những gì có thể để bảo vệ sức khỏe của mình chờ ngày xét nghiệm nhận kết quả âm tính trở về với gia đình. Video hôm nay Thành xin chia sẻ AZF-R15M 2021, mẫu Boss Buy đình đám chuẩn bị ra mắt vào tuần sau. Cuối cùng thì sau bao nhiêu lâu ấp ủ, mẫu Boss Buy được nhiều người yêu thích của Yamaha là AZF-R15M đã chuẩn bị được trình làng tại thị trường đầu tiên trên thế giới là Ấn Độ, khiến giới mê xe lẫn truyền thông chú ý. Theo như thông báo chính thức từ phía Yamaha cho biết, AZF-R15M thế hệ mới sẽ được ra mắt tại Ấn Độ vào ngày 21 tháng 9 2021 tới đây. Từ một số hình ảnh thực về mẫu Boss Buy này được lộ diện cách đây ít lâu, chúng ta có thể thấy R15-2021 có thiết kế phần đầu thừa hưởng từ phong cách của người anh em AZF-R7 vừa ra mắt. Thiết kế mới này khiến cho tổng quan về ngoại hình của mẫu Boss Buy thêm phần ấn tượng trong mắt người tiêu dùng. Cuối cùng, ngày ra mắt của Yamaha R15M hoàn toàn mới đã được công bố sau những thông tin rò rỉ khi đang thử nghiệm ở Ấn Độ. Lịch trình ra mắt của R15M mới tại Ấn Độ được cho là vào ngày 21 tháng 9 năm 2021. Mặc dù không tiết lộ hết hình ảnh chính thức, nhưng không khó dự đoán R15M được chuyển thể từ đàn anh như R7 vừa được ra mắt trước đó không lâu, khiến nó trở nên thể thao và hiện đại hơn so với phiên bản cũ. Có thông tin cho rằng Yamaha R15M mới sẽ được trang bị hệ thống fan ABS cả trước và sau. Trên thực tế, đối với phiên bản R15 cũ bán tại Ấn Độ đã được trang bị ABS, nhưng phiên bản được bán ở một số khu vực châu Á lại không có hệ thống ABS, trong đó có Việt Nam. Ở phiên bản mới này, có thể ABS được xem như trang bị tiêu chuẩn cho tất cả các quốc gia. Đặc biệt, điểm kỹ thuật của động cơ dự kiến vẫn ở động cơ một xi lanh 155cm khối với hệ thống van biến thiên VVA sẽ cho phép xe đạt được khả năng tăng tốc ổn định ở mọi dải tốc độ, ly hợp chống trượt Liberlut giúp ngăn không cho bánh sau bị trượt trong khi giảm số đột ngột. Và vừa rồi là thông tin và hình về chiếc AZF-R15M 2021 sẽ được ra mắt vào ngày 21 tháng 9 2021. Hy vọng video sẽ đem đến những thông tin tham khảo hữu ích cho cô dì chú bác cùng tất cả anh chị em và các bạn. Thấy video hữu ích cho Thành xin một like và đăng ký kênh để tiếp thêm niềm tin và động lực. Và sau cùng xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại ở video sau. Và bye bye.